Nếu như cái tên chiếc xe quốc dân thuộc về đàn em Toyota Vios, thì Toyota Altis được mệnh danh là chiếc xe công chức khi được rất nhiều các bác bí thư, các bác chủ tịch sử dụng. Thời điểm từ năm 2002 đến 2007 có thể gọi là thời kỳ hoàng kim của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Đó là câu chuyện của quá khứ. Còn thời điểm hiện tại, doanh số bán của mẫu sedan hạng C đến từ Nhật Bản này vẫn đang tụt dốc không phanh. Nhưng ít ra, doanh số bán của nó vẫn nhỉnh hơn Honda Civic trong cùng phân khúc. Vậy, Kia Cerato, Hyundai Elantra và Honda Civic nó đã có cái phiên bản 2022 mới rồi. Thì Toyota Altis nó có ra phiên bản mới không em? Và cái phiên bản mới này của Altis 2022 nó được trang bị những gì? Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải, Honda Auto Long An. Dạ, thì đây là cái mẫu xe không phải vừa được ra mắt đâu anh chị. Toyota Altis thế hệ mới này nó đã được ra mắt khoảng tháng 9 năm 2019 tại Thái Lan rồi. Bao gồm có 6 phiên bản, với 3 phiên bản sử dụng động cơ xăng và 3 phiên bản sử dụng động cơ hybrid, động cơ xăng lây điện. Với mức giá cho phiên bản cao cấp quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương khoảng 819 triệu Việt Nam đồng. Về phần động cơ thì theo dự đoán của các chuyên gia, khi mà Toyota Altis về Việt Nam nó sẽ không được trang bị khối động cơ hybrid, mà thay vào đó Toyota Altis 2022 vẫn sử dụng khối động cơ 1.8 lít giống như trên phiên bản tiền nhiệm. Sản sinh công suất cực đại là 138 mã lực tại 6.400 vòng trên phút, với mô men xoắn cực đại là 177 Nm sử dụng với hộp số vô cấp CVT cho kiểu dẫn động cầu trước. Điều này càng minh chứng cho cái độ bền bỉ, đáng tin cậy của động cơ 1.8 lít huyền thoại này. Có thể ví von rằng nhà tôi ba đời đi Altis đều sử dụng khối động cơ này. Dạ, đầu tiên là về phần đầu xe. Nếu như so sánh Honda Civic 2022 được thiết kế giống với Honda Accord, thì Toyota Altis đời mới này nó sẽ là một phiên bản thu nhỏ của Toyota Camry. Điển hình là cụm lưới tản nhiệt được mở rộng và sơn màu đen bóng, kết hợp với là cụm đèn trước full LED được tinh chỉnh một cách sắc nhọn, ôm sang hai bên với đường chỉ mạ chrome tạo nên sự liền mạch rất giống với kiểu hình cánh chim phía trước phần đầu xe. Cảm biến va chạm phía trước vẫn được trang bị trên phiên bản cao cấp của Toyota Altis 2022 tại thị trường Thái Lan. Phía dưới là cụm đèn sumo LED chỉ được trang bị trên phiên bản cao cấp mà thôi, được đặt trong cái hốc chữ C lớn, tăng thêm phần góc cạnh và độ hầm hố hơn cho Toyota Altis 2022. Trên phiên bản hybrid, bản cao cấp nhất của Altis 2022 tại thị trường Thái Lan sẽ được trang bị mâm có kích thước 17 inch vành đúc đa chấu kết hợp cùng với lớp Michelin Primacy 4, một thương hiệu lớp khá nổi tiếng và cũng đang được trang bị trên Toyota Altis 2021 phiên bản 1.8G đang bán tại thị trường Việt Nam. Gương chiếu hậu được thiết kế y chang trên phiên bản tiền nhiệm, với vị trí gương được đặt dưới cánh cửa chứ không còn đặt trên chủ A như là Altis 2021, nhằm giảm bớt cái điểm mù và tăng cái góc quan sát cho người lái. Gương vẫn được trang bị đầy đủ các chức năng như là gập điện, chỉnh điện, tích hợp trên gương. Và tại thị trường Thái Lan thì họ còn trang bị thêm cái chức năng cảnh báo điểm mù qua gương trên phiên bản cao cấp nữa anh chị. Tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng, tích hợp với lại cảm biến đóng mở cửa. Chìa khóa thông minh của Altis đời mới này nó đã được thay đổi về kiểu dáng, nhưng rất tiếc vẫn chưa có chức năng đề nổi từ xa. Một chức năng mà dự kiến hầu hết các xe 2022 phân khúc sedan hạng C sẽ được trang bị, còn Toyota Altis thì không. Đuôi xe của Altis 2022 sẽ được trang bị cụm đèn hậu full LED với kiểu tạo hình chữ L kết hợp với đường mạ chrome nối liền hai bên cụm đèn, trông khá giống với kiểu thiết kế có trên các mẫu sedan của Lexus. Cản sau được thiết kế hai hốc gió hình chữ C lớn, tương tự với kiểu thiết kế hốc đèn sương mù có ở phần đầu xe. Thì theo cá nhân em anh chị, em thích cái đuôi xe này của Toyota Altis hơn những cái mẫu xe còn lại trong phân khúc. Chắc chắn là cái đuôi xe này nó đẹp hơn cái đuôi của Civic đời mới rồi, và nó có cái gì đó trông khá mạnh mẽ và sang trọng hơn so với cái thiết kế đuôi xe của Elantra hay là Cerato. Cảm biến lùi và camera lùi vẫn được trang bị đầy đủ trên Toyota Altis 2022 phiên bản cao cấp tại thị trường Thái Lan. Cốp xe rất rộng rãi, có đầy đủ chức năng như là gập ghế hàng ghế thứ hai. Lớp Sico vẫn sử dụng lớp Michelin và mâm kích thước 17 inch y chang các bánh xe còn lại. Khác với vẻ bề ngoài sang trọng và hiện đại thì bên trong nội thất của Altis 2022 vẫn có cái gì đó rất Toyota. Nếu không nói rằng họ vẫn còn khá bảo thủ trong các cái đường nét thiết kế ở khoang nội thất này. Nếu như anh chị mình có tìm hiểu về các cái xe hạng C 2022 như là Hyundai Elantra này, Kia Cerato, thì đây là những cái chiếc xe hàng thì em không nói, nhưng mà Civic 2022 nó là một chiếc xe Nhật. Nhưng đâu đó họ đã chịu lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng hơn. Và đời mới của Civic 2022 này thì Honda họ đã thay đổi hoàn toàn về cái thiết kế ngoại thất cũng như bên trong nội thất rồi. Không hiểu sao đến bây giờ thì Toyota họ vẫn còn giữ lại khá nhiều các chi tiết mà anh chị hay gọi đó là giá trị cốt lõi. Đầu tiên là về phần ghế ngồi. Ghế được bọc da kết hợp với lại chỉnh điện 8 hướng và hai hướng bơm lưng. Vô lăng ba chấu được bọc da kết hợp với lại khá nhiều cái nút bấm vật lý. Bên phải vô lăng đã được trang bị các chức năng trong gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường,
Adaptive Cruise Control và hệ thống đèn pha thích ứng tự động AHB. Lẫy số vô lăng đã được trang bị trên phiên bản cao cấp của Altis 2022 tại thị trường Thái Lan. Thì cái vô lăng này anh chị, nó y chang cái vô lăng của Toyota Camry 2021 luôn anh chị ha. Đồng hồ tắp lô có kích thước lên đến 7 inch, hiển thị đầy đủ các thông số của xe. Nhưng cá nhân em á, nếu mà so sánh với các cái xe 2022 trong cùng phân khúc thì Altis nó có phần hơi lạc hậu hơn. Khi đến thời đại này rồi mà nó vẫn còn sử dụng cái đồng hồ cơ cho các cái thông số như là mức xăng, nhiệt độ nước làm mát. Màn hình giải trí có kích thước lên đến 8 inch, được đặt nhô lên phía trên tắp lô chứ không còn nằm bên dưới như phiên bản tiền nhiệm. Hỗ trợ kết nối đầy đủ Apple CarPlay và Android Auto cùng với hệ thống âm thanh 6 loa mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị khi vận hành mẫu xe này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập vẫn được trang bị trên Altis 2022 với thiết kế khu vực điều hòa trông rất đơn giản, thân thiện với người sử dụng. Sạc không dây vẫn được trang bị trên Toyota Altis 2022 phiên bản cao cấp nhất tại thị trường Thái Lan. Khi về Việt Nam thì cái trang bị này nó còn có ở trên xe hay là bị cắt đi, thì khi nào có xe thực tế em sẽ giới thiệu đến quý anh chị kỹ hơn về vấn đề này. Khu vực cần số được thiết kế nhỏ gọn nhưng không kém phần sang trọng, có đầy đủ các chế độ lái thể thao sport. Anh chị nào mình thích lẫy số vô lăng thì mình xài, còn không thích thì mình chuyển sang cái chế độ số tay M cộng M trừ để tăng giảm số tùy thích. Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động đã được trang bị trên Toyota Altis 2022, một trang bị được rất nhiều các anh chị khách hàng quan tâm đến. Cửa sổ trời không được trang bị cho phiên bản cao cấp của Altis 2022 tại thị trường Thái Lan. Nhưng tại một số cái thị trường nước ngoài như là Brazil hay là Mexico thì cửa sổ trời sẽ được trang bị trên Toyota Altis phiên bản cao cấp. Không gian hàng ghế thứ hai của Toyota Altis đời mới này rất rộng rãi, vẫn được trang bị đầy đủ các bệ tì tai tích hợp với khu vực để ly. Và đáng chú ý là cái chức năng cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai đã được trang bị tại thị trường Thái Lan rồi. Một trang bị mà Altis 1.8G CVT không có tại Việt Nam. Thì trên đây là cái bài review chi tiết về Toyota Altis 2022 phiên bản cao cấp tại thị trường Thái Lan. Thời gian và giá bán của mẫu xe này tại Việt Nam vẫn chưa được Toyota Việt Nam công bố. Theo anh chị, khi có mặt tại Việt Nam thì Altis 2022 có đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc hay không? Anh chị đừng ngần ngại hãy bình luận vào bên dưới để cùng em thảo luận nhé. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem. Kính chúc anh chị và gia đình có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.